Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stu, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì như đã hứa mình sẽ làm sticker đơn giản. Và để chuẩn bị thì các bạn hãy chuẩn bị giấy, có thể sử dụng giấy A4 hoặc là bất kỳ loại giấy nào các bạn thích. Mình chuẩn bị những cái tờ giấy mà mình đã bỏ đi rồi thì mình tái sử dụng lại. Và mình sử dụng màu của Fiber Pen, hai cây màu chính đó là màu đen và màu hồng. Nếu như các bạn không có thể phác thảo được thì hãy sử dụng thêm một cây bút chì và nhớ có củ gôm nhé. Bút chì là phải có củ gôm. Và mình thì không có vẽ bằng bút chì và phác thảo trước ấy, mình thì sẽ vẽ bằng hẳn màu của Fiber Pen luôn. Mình sẽ vẽ từ từ và rất từ từ, những cái nét đi của mình rất là cơ bản luôn và nó không có quá đòi hỏi là yêu cầu các bạn phải vẽ thiệt là đẹp hoặc là tô màu thiệt là đẹp đâu. Bởi vì cái này ấy, nó rất là đơn giản, tính của mình ấy thì mình rất thích là những cái gì mà nó thuộc về kiểu đơn giản ấy. Nhưng không hiểu sao mình lại làm ra phức tạp nhỉ? Mình vẫn không hiểu lý do tại vì sao nữa, cái con người của mình. Đây chính là bản thân của chúng ta khi chúng ta quay lại trường, rất là bàng hoàng gặp lại bạn bè sau những ngày xa cách, sau rất là lâu rồi chúng ta phải giãn cách xã hội ấy, chúng ta không được gặp nhau, chúng ta rất là buồn. Và chúng ta phải đeo ba lô đi học đấy, đeo kính ở trên cái tóc này, kiểu như mình rất là ngáo ngáo ấy, mình hay đeo cái kính ở trên tóc lắm. Và tiếp theo đó thì chúng ta phải đi cắt tóc. Chắc chắn là phải đi cắt tóc luôn. Lý do tại vì sao? Bởi vì chúng ta giãn cách lâu lắm rồi và chúng ta cũng phải đi tút tát lại cái mái tóc của chúng ta, không để như bầm sờm như ổ rơm ấy. Và nhiều lúc mà mình cảm giác như là mình chuẩn bị sắp thành người rừng rồi các bạn. Tiếp theo đó, cảm giác quay lại học. Cái stick thứ 3 đấy là chúng ta sẽ phải quay trở lại học hành, phải sách vở, phải mệt mỏi một chút. Đôi khi chúng ta hơi mệt nhưng mà chúng ta phải cố gắng thôi. Đó là điều tất nhiên rồi. Quay trở lại trường thì phải học bài thôi. Chắc chắn học bài và có phải làm bài tập nữa, soạn bài nữa. Ôi trời ơi, rất là nhiều thứ nên là các bạn hãy cố gắng lên nhé. Cảm giác như bạn ấy đang rất là học nhiều bài quá không chịu nổi, nhưng mà vẫn phải chịu học thôi, đúng không? Và cái stick này thì mình đang kiểu như là mình đang tưởng tượng như là các bạn phải dọn dẹp lại đống sách vở của các bạn ấy, những cái tàn dư của các bạn để lại của năm ngoái ấy. Trên kệ sách của các bạn rất là nhiều. Ngày trước ấy, mình đi học ấy, kệ sách của mình năm cũ mình để tả la tớ lỡ, đến khi mà mình vào học mình mới dọn dẹp. Bây giờ thì các bạn nên tranh thủ dọn dẹp đi, làm lại decor lại cái bàn đi, nhìn cho nó sáng sủa, cho nó có động lực học tập nha. Phải dọn dẹp hết tất cả những tàn tích, để lại những cái thứ mà mình cần sử dụng và những cái thứ mới, bút vở, sách viết của năm mới thì các bạn để nguyên ra một bên để các bạn có thể động lực học tập và nó gọn gàng ngăn nắp để các bạn dễ tìm ý. Nhiều lúc mà mình cứ lộn xà lộn xộn xong mình khó tìm lắm luôn. À, đây là cái stick mà mình phải lấy lại động lực, bởi vì sau những ngày giãn cách chúng ta ở nhà ăn uống no nê phủ phê, tuy là chúng ta không có đi được ăn vặt nhiều bởi vì giãn cách xã hội ấy, mấy cái app đã đóng hết rồi, nhưng mà chúng ta ở nhà thì vẫn ăn nhiều thôi, nên là chúng ta hơi bị bự ha, hơi bị phồng ra một xíu ấy, thế là bây giờ chúng ta thành bong bóng rồi. Nhưng mà chúng ta phải kiên cường lên và sùng kiêng của Captain để chống lại, đúng không? Bởi vì chúng ta học rồi ấy, thì chúng ta phải bắt buộc là chúng ta phải đối diện với áp lực ấy. Các bạn phải cố gắng như kiểu Captain ấy, vừa đẹp trai mà vừa có nhiều siêu năng lực vượt qua mọi thứ. Đây là một cái sticker chỉ là nằm thư giãn lại bản thân, ôm một con gấu ở trong phòng, một con sâu trong phòng, một con gấu của các bạn hay ôm ấy. Chắc là tỷ năm không giặt đấy, hầu hết là như vậy ấy. Các bạn suy nghĩ lại là mình nên cần làm gì cho năm mới và nên làm gì cho năm tiếp theo để chúng ta đạt được những mục tiêu của chúng mình. Ví dụ như là chúng mình muốn đạt học sinh giỏi này, muốn học tiếng Anh này, muốn thiết kế cái này, muốn học thêm cái này, muốn thêm theo đuổi đam mê cái này, thì các bạn cứ suy nghĩ và viết ra tờ giấy những cái mục tiêu mà các bạn cần làm và suy nghĩ. Nhớ là suy nghĩ, lập mục tiêu là phải làm nhá. Đây là một cái sticker là chúng ta phải học mỗi tối và chúng ta phải chăm chỉ mỗi tối để rèn luyện bản thân của mình. Và chúng ta phải bật những cái đèn điện. Nhiều lúc ấy rất là nhiều người đi ngủ rồi nhưng mà các bạn vẫn phải cố gắng và dậy sớm để có thể học bài. Và nó như là động lực của các bạn là các bạn cần phải cố gắng. Đấy, các bạn có cái đèn và học bài, có bé gấu bên cạnh. Sau khi ăn no phủ phê truyền miên rồi, chúng ta phải ngồi suy nghĩ lại những cái công thức và những cái mà chúng ta học ở năm trước. Rất là nhiều môn nó sẽ áp dụng lại, nhất là môn hóa với môn vật lý. Mình thấy hai môn này áp dụng lại nhiều, còn toán thì hầu hết là ít. Bởi vì mình thấy là mình hầu hết là bài tập ấy, còn đâu những cái môn khác như môn vật lý với hóa là hay áp dụng lại nhiều ấy. Các bạn phải nhớ lại những cái công thức của năm trước và chúng ta phải boost lại tinh thần của chúng ta lên. Bởi vì
ở nhà ấy, sung sướng cuộc đời quá nên là chúng ta sẽ được lên tiên, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại địa ngục rồi nên là chúng ta phải suy nghĩ. Cái mặt này hơi giống Nobita nhỉ, bây giờ mình mới nhận ra ấy. Đây là những cái mà mình vẽ, những cái cuốn sách, những cái cuốn take note, những cái bìa để các bạn có thể trang trí trên sổ của các bạn, hoặc là các bạn dính ở một cái nơi nào đó để viết nhật ký. Mình thấy viết nhật ký cũng khá là hay, các bạn có thể tạo ra những cái thứ mà các bạn muốn ấy. Với lại nhiều bạn cũng khá là giỏi, rất là giỏi luôn. Các bạn học cấp 2, học cấp 3, các bạn đã vẽ được stick này. À, mình xin lỗi nhá, vẽ được sticker này, hoặc làm sticker để bán này, cũng có một ít tiền cho các bạn, thấy cái khá hay ấy. Những bạn nào mà vẽ được hoặc là vẽ tốt, hoặc là các bạn luyện tập ấy, sau này các bạn có thể đi theo những cái ngành thiết kế đồ họa, hoặc là những ngành thiết kế, hoặc là những sau này mà các bạn giỏi hơn nữa thì các bạn có thể học thêm marketing để bán hàng của các bạn. Mình thấy bây giờ các bạn rất là giỏi rồi, không như ngày xưa của bọn mình nữa. Ngày xưa bọn mình là chân châu với các kiểu đủ thể loại ấy. Mình thì không quá già cũng chẳng quá trẻ đâu, nhưng mà mình trẻ trâu lắm, do bọn mình ở quê ấy. Nên là thấy mấy bạn ở trong đây, công nhận mấy bạn ấy kiếm tiền cùng nhiều thật ý. Mình vẽ ba lô và mấy cái túi sách, hầu hết là chúng ta hay đi học chúng ta mang đi học thêm thì chúng ta mang túi sách, còn đi học chính thì chúng ta mang ba lô. Đấy, bây giờ các bạn cũng rất là thời trang rồi. Các bạn nếu mà như các bạn nào mà thích vẽ, các bạn có thể vẽ rất là nhiều. Các bạn mua những cái tập vẽ tranh lên, mình thấy cũng khá là hay. Các bạn vẽ nhiều, cái tay của các bạn sẽ lên rất là nhiều. Mình không biết làm sao ấy, khi mà mình xem rất là nhiều, xong mình vẽ nhiều, cái tay của mình lên. Chứ ngày trước mình suy nghĩ là cứ phải người vẽ đẹp mới có thể vẽ được. Không, không hề đâu, hồi đấy mình không hề biết vẽ. Các bạn biết không, mình vẽ rất là xấu. Nhưng mà khi mà các bạn vẽ nhiều, cái tay của các bạn nó sẽ lên, và cái óc của bạn cũng, khi mà các bạn xem gì nó cũng tiếp nhận rất là nhiều. Sau đó thì các bạn có thể vẽ được nhiều thôi. Đừng quá lo lắng là mình vẽ xấu hay là vẽ đẹp. Các bạn cứ luyện tập thì nó sẽ được thôi. Chứ đừng có nói là mấy bạn kia có năng khiếu là một chuyện, nhưng mà các bạn phải luyện tập nha. Mấy bạn đó vẽ rất là giỏi, nhưng mà các bạn ấy phải luyện tập rất là nhiều thì mới vẽ được đẹp như vậy. Cái sticker cuối cùng, đây là những cái sticker mà chúng ta gặp lại bạn bè và đi ăn uống. Lâu lắm rồi không gặp bạn bè, lâu lắm rồi chúng ta không đi ăn đi uống. Chúng ta không phải là đi ăn đi uống là chè chén các kiểu đâu. Chúng ta có thể đến nhà nhau này, làm những cái món bọn mình thích, rồi có thể là đi ăn bánh tráng, uống trà sữa. Cái này thì mình không phải là một người quá thích trà sữa ấy. Mình chắc là kiểu như là người ngoài hành tinh rồi. Mình mong muốn là ông trời trả đĩa bay cho mình để mình về ngoài trái đất ấy. Mình không có thích uống trà sữa. Mình kiểu như là uống thì uống thôi chứ không quá là thích. Bản thân của mình cũng khá là kỳ cục ấy. Mình như kiểu là trên trời ấy, không hiểu lý do tại vì sao nữa. Và gặp lại bạn là có thể tám chuyện này, ăn uống này, nói đủ thứ trên đời, tám ba la ba la tám. Ngày trước mình có một đứa bạn thân đấy các bạn, mà mỗi lần mà mẹ mình hỏi là lý do tại sao hai đứa ngồi từ sáng tới tối mà không hết chuyện, mình cũng không biết hiểu lý do tại sao nữa. Có thể là mình nói khá là nhiều, nhưng mà một câu chuyện nó cứ nói đi nói hoài nhưng mà không thấy chán, chắc là như vậy ấy. Nên là nhớ, gặp được nhau rồi thì các bạn hãy nói chuyện, nói những câu chuyện mà mùa giãn cách của các bạn, rồi đi ăn uống, ngồi nói chuyện tụ tập với nhau khá là vui. Nhưng mà nhớ là phải học hành đấy nhá. Học hành là đứa trên hết. Sau đó thì chúng ta nghỉ ngơi là để cho chúng ta thoải mái. Các bạn có thể cắt sticker ra nhá. Cắt sticker ra xong thì các bạn cắt hết toàn bộ ra, thì sau khi cắt hết toàn bộ ra thì các bạn có thể dính băng keo hai mặt đằng sau. Nhưng mà đối với mình ấy, thì sau này thì mình sẽ dính hồ dán đằng sau ấy. Bởi vì sau này cái cuốn sách của mình ấy, mình hay sử dụng sổ lông hoặc là giấy caro ấy, nên là mình sẽ lấy cái sticker này dính lên để cho nó giống cái trang sách của mình luôn. À, thế là video này hết rồi. Nhớ like, subscribe để ủng hộ cho channel của mình nhé. Yêu tất cả mọi người. Mình sẽ ra nhiều video take note hơn.